Rồi bắt đầu vào. Đây là một chiếc cột đường tròn đường kính 30. Cột tròn đường kính 30 và cao là đi 3m65 các bác nhá. Đó. Khuôn cột này thì lúc đổ thì chúng ta sẽ để nguyên cột như thế này để đổ. Thế nhưng mà lúc dỡ thì chúng ta sẽ dỡ cái cột này làm hai mảnh. Hiện giờ cái cột này chúng ta đang có thể dỡ làm 4 mảnh, nhưng mà khi mà dỡ ấy, chúng ta dỡ làm hai mảnh ra. Đó. Nếu như mà quá trình mà đổ mà các bác thấy nó cao quá mà chúng ta đổ vữa đến cái tầm chân này mà chúng ta không đầm dù được thì chúng ta có thể lắp một đoạn khoảng 1,5 mét từ dưới chân lên đến đây, xong chúng ta đổ vữa, xong chúng ta nối dần cho cao lên. Đó thì cho nó sẽ đỡ cái phần đổ, thì nếu nó cao quá thì nó sẽ hơi khó làm thôi. Về cái phần dọi cái cột này ấy, thì cơ bản là nó cũng rất là chuẩn, vì là kích thước của các ba vía, các phần góc bên ngoài này đó thì nó cũng giống nhau, nên là chúng ta có thể dọi nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta đổ ngay từ ban đầu ấy, thì nó cũng sẽ dễ đổ hơn. Đổ ngay từ ban đầu là từ khi mà để cả một cái cột thẳng này, cột dài này, thì nó cũng sẽ dễ để chúng ta dọi cho nó thẳng thì nó dễ hơn. Đấy, cột tròn đường kính 30 và cao 3m65 các bác nhé. Thường thường thì nhà dân nhà mình thì chắc là cũng chỉ làm khoảng tầm 3m rưỡi thôi. Đó, nếu như mà chúng ta có muốn cao hơn một chút nữa ấy, thì chúng ta có thể làm thêm cái đế, cái chân cột này làm cái đế vuông nữa ra. Thế còn không có thì chúng ta cứ làm cột tròn 3m65, 3m7 là vừa thôi. Đó nha. Cột tròn này là rất rất thuận tiện cho quý trình, cho quý vị và bạn trong quá trình đổ vữa nhá. Hoa văn này, chỉ lõm này, có phần chỉ này, có khuôn nhựa ABS cực kỳ là chính xác, và hoa văn họa tiết và các phần chỉ nhá. Nếu mà chúng ta làm tay ấy, thì các phần này chúng ta vuốt thì chắc chắn nó sẽ không được thẳng được. Đây, cái này, cái phần chỉ này này là cái chỉ vuốt này cũng rất quan trọng. Đó. Như ABS sản xuất ra là cực kỳ là dày. Khuôn này thì các bác đổ yên tâm đi, không sợ bị phình, không sợ bị phình cột nhá. Yên tâm một điều như vậy. Đó, đây là đối với cột tròn đường kính 30 thôi. Đó, còn các loại đường kính 35 đây, tròn 35 đây các nhá. Do đặc thù là cột nó cao quá cho nên là em lắp mẫu thì em chỉ có lắp vừa thế này thôi. Cao quá thì nó hơi để trưng bày mẫu nó hơi cao, nhưng mà thực ra khi em bán cho khách hàng thì sẽ từ 3,5 m cho đến 3,7 m các bác nhé. Đó, đây là cột tròn đường kính 30 này, còn đây là vuông 50 này, vuông 30 này, nó tròn 22 này. Đó, các loại kích thước nhé. Khuôn hạc rất rất nhiều các bác nhé. Các loại khuôn khác mà sửa thêm cũng đã cấp ra thị trường cực kỳ là nhiều nha. Hãy kết nối đến bên kia nha để cung cấp các loại khuôn mẫu xây dựng nha, khuôn xây dựng các bác nha. Hôm nay thì Sở Minh Thiên có thêm một cái mẫu con tiện tròn. Con tiện tròn này thì đây các bác có thể xem nhé. Khuôn tròn này nó có chiều cao là 60 cm các bạn, 60 cm nhé. Đó, còn cái vuông trên này nó là đi 14 cm. Cột tròn nhé. À xin lỗi quý khách hàng, là cột con tiện lục bình này là cao 70 ạ. Cao 70 các bác nhé. Đó, còn tán trên dưới của nó đang là 14 cm. Đó, lục bình này cực kỳ là đẹp luôn. Mẫu mới đấy, cao 70 nhá. Còn các loại lục bình khác thì rất rất nhiều các bác nhé. Đấy, Sở Minh Thiên trong mùa Covid này thì Minh Thiên vẫn làm việc tại nhà và ship hàng qua đường Viettel và Bưu điện, ship hàng tận nhà, giao hàng tận nhà. Quý khách hàng có thể kiểm tra hàng và xem hàng trước khi thanh toán quý vị nhá. Kết nối đến Minh Thiên nhá để được biết đến những mẫu cổ, mẫu mới. Đó. Mẫu cổ nhá. Những mẫu từ cái thời cổ rồi ấy mà, nhưng mà bây giờ rất nhiều nhà tân cổ điển thì vẫn tìm mua những cái mẫu đấy.
nha, quý vị hãy kết nối để Minh Thiên cung cấp các loại khuôn mẫu cho quý khách hàng nhé.